có bàn thắng cân bằng tỷ số và đó là bàn thắng của Quang Hải, bàn thắng thứ hai liên tiếp trong hai trận đấu của Hà Nội trên sân Thống Nhất. Nếu như bàn thắng trước đó của Quang Hải trong trận đấu Sài Gòn là một pha dọn cỗ của Đỗ Hùng Dũng thì trong tình huống vừa rồi là một tình huống xử lý cá nhân đậm chất kỹ thuật của cầu thủ mặc áo số 1 cho các cầu thủ Hà Nội. Đó là nỗ lực xứng đáng với những pha tấn công liên tục không biết mệt mỏi. Rất tuyệt vời! 2-0 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì Thành phố Hồ Chí Minh đã có điều họ mong muốn, bàn thắng cân bằng tỷ số. Khi những trụ cột của Thành phố Hồ Chí Minh gặp chấn thương, mình Casillas cũng đã có một trận đấu hay. Người vừa tranh chấp với Hoàng Vũ Samson đó là Hữu Tuấn. Samson! Và dứt điểm ở góc hẹp, suýt chút nữa đã có thể mang về bàn thắng cho đội chủ nhà. Trận đấu đang diễn ra với một nhịp độ nhanh ngay từ những phút thi đấu đầu tiên. Đó là những người vui mừng nhất khi mà án phạt treo sân đã được rút lại từ ban giải quyết khiếu nại của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và giúp cho họ có điều kiện tới sân để cổ vũ. Đoàn Văn Hậu, Thành Lương, vẫn là Đoàn Văn Hậu, cơ hội dành cho Vũ Sam Sơn chết cháy. Đá góc hẹp không thể đánh bại được Thanh Thắng lần thứ hai trong trận đấu này. Đó là cú sút thứ hai của Hoàng Vũ Sam Sơn. Chúng ta vừa được xem lại cú sút của Hoàng Vũ Sam Sơn. Huỳnh Gaslianves. Tuyến này chết cháy. Một tình huống cực kỳ nguy hiểm về khung thành của thủ môn Văn Công. Cú đá rất căng. Pha cướp bóng của Thanh Lương. Quang Hải. Cơ đối mặt dành cho Hoàng Vũ Sam Sơn. Cuối cùng thì thế bế tắc cũng đã được giải tỏa bằng bàn thắng thứ 6 của Hoàng Vũ Sam Sơn ở mùa giải năm nay. Trước màn phòng ngự vững chắc của đối phương, chơi cực kỳ kỷ luật. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha ghi bàn của Hoàng Vũ Sam Sơn. Đường chuyền lại được thực hiện bởi Quang Hải. Những đường chuyền dành cho Oma và Hoàng Vũ Sam Sơn của Quang Hải trong hiệp 1 là rất giống nhau. Nó đều đưa những người đồng đội của mình vào thế di chuyển và dứt điểm tốt nhất. Và lần này thì Hoàng Vũ Sam Sơn đã không bỏ lỡ cơ hội. Chúng ta cùng xem lại những góc độ bàn thắng vừa rồi được ghi bởi Hoàng Vũ Sam Sơn. Đó là bàn thắng thứ 16 của câu lạc bộ Hà Nội. Phần bởi việc Vinicius không có nhiều bóng. Hoàng Vũ Sam Sơn. Quang Hải. Oba, Quang Hải. Bàn thắng của Quang Hải ở cuối đầu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mùa giải năm ngoái trên sân Hàng Đẫy là một bàn thắng có thể nói là cực hay. Một pha solo nhảy múa trước hàng phòng ngự của Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là bàn thua ở trận đấu gặp câu lạc bộ Hải Phòng. Vinicius. Đây là Huỳnh Kesley. Huỳnh Kesley Anves. Người đang theo sát là Đình Trọng. Pha qua người Khai. Rất nguy hiểm. Đó là một pha chơi bóng nghệ sĩ của Huỳnh Kesley Anves. Bị bao vây bởi hai cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội, Huỳnh Kesley-Anves vẫn có thể xoay sở tốt, vượt qua Oma và Đình Trọng trước khi cố gắng đưa trái bóng vào phía trong cho Vinicius. Chân sút số 1 của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có một cú chạm bóng trong tư thế khá bị động. Pha xử lý hay và đầy kinh nghiệm nhau, đó là Thành Lương và Vũ Sam Sơn và bây giờ nó là Đỗ Hùng Dũng. Thái Quý. Cơ hội, Hùng Dũng. Đó không phải là một pha tiếp bóng thực sự hoàn hảo. Bóng được đưa vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận bởi lỗi viên vị. Có đúng khoảng trống mà Hồng Dũng có mặt. Đó không phải là lỗi viên vị mà là một tình huống để bóng chạm tay của Đỗ Hồng Dũng. Chính xác. Quả tạt của Đỗ Văn Thuận. Bóng vừa khẽ chạm đầu của Hữu Tuấn, người đi ghi bàn thắng mở tỷ số ở trận đấu với câu lạc bộ Viettel. Vinicius rất nguy hiểm. Đó là cơ hội rõ rệt nhất dành cho Thành phố Hồ Chí Minh kể từ đầu trận. Và nó thuộc về trung phong số 1 của họ. Đáng tiếc cho đội khách. Cú dứt điểm của Vinicius, bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ môn Văn Công. Đây rõ ràng là pha phối hợp tấn công và dứt điểm tốt nhất của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh kể từ đầu trận đấu này. Cú đá phạt của Đỗ Văn Thuận rất nguy hiểm và lại là Vinicius đã khiến cho Vinicius bị đau. Một pha băng vào bật cao dứt điểm, rất tiếc là trái bóng lại đi vọt sang hàng. Mọi thứ diễn ra hết sức hợp lý với trung phong số 1 của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
tốc độ nguy hiểm. Suýt nữa thì lưới của Nguyễn Văn Công đã rung lên từ tình huống tạt bóng vô cùng khó chịu của Ismail. Công Hiển cũng đã băng vào rất nhanh nhưng ở một góc sẽ quá hẹp thì Hiển đã không thể ghi bàn. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Ismail nửa chuyền nửa dứt điểm, bóng đi thẳng vào khung thành và như vậy là đã có quả penalty. Văn Công đã phạm lỗi với Huỳnh Kessley trong pha bóng vừa rồi. Phút thứ 30 và bước ngoặt của trận đấu đã diễn ra nhanh hơn đối phương một nhịp. Văn Công đã ra chậm hơn Huỳnh Kessley. Kessley và Văn Công. Thông thường thì Kessley sẽ đặt lòng mình với tay trái. Đúng là như vậy. Đặt vào trường. Quá khó. Đánh lừa được thủ môn Văn Công. 1-0 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Và trận đấu đã có những sự thay đổi đầu tiên. Rất tuyệt vời với pha ghi bàn của Huỳnh Kessley. Và đây là niềm vui của các cổ động viên thành phố mang tên Bắc trên các khán đài. Ngã xuống Huỳnh Kessley, 38 tuổi nhưng vẫn đang chơi tốt và chạy tốt trong màu áo của thành phố. Không về vị, không vào. Pha dứt điểm của Đỗ Hồng Dũng và bóng cắt biệt vị của đối phương không việt vị một chút nào cả. Nếu như đây là một tình huống căng ngang thì tốt hơn. Oma không vào. Không những thế mà Thanh Thắng còn bắt gọn trái bóng này. Pha phối hợp cực kỳ đẹp mắt. Hoàng Thịnh sẽ sút thẳng rất căng. Cú đá sở trường của Ngô Hoàng Thịnh sộc thẳng bóng vào trung lộ thì bóng quá dài rồi. Rất bất ngờ, Đỗ Văn Thuận bị thẻ đỏ. Một tình huống va chạm giữa những người đồng đội cũ với nhau, những người đã trưởng thành từ lò đào tạo thể công. Rất tiếc cho Văn Thuận cũng như Thành phố Hồ Chí Minh. Cá nhân anh cũng đang chơi tốt và câu bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì đang dẫn trước đối thủ với tỷ số 1-0. Và đây mới chỉ là phút thứ 52 của trận đấu này thôi. Bắt nhịp với đội bóng mới cũng như một môi trường thi đấu hoàn toàn mới. Và đây là những dấu ấn của anh đầu tiên. Oma, Oma trong dài không vào. Một cơ hội rất tốt đã bị Oma bỏ lỡ. Anh đã làm tất cả những gì tốt nhất, không chơi bóng và loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của Thành phố Hồ Chí Minh. Bình tĩnh, kiểm soát, khống chế, ngắm nghía và tung ra cú đá cận thành. Quang Hải đã có bàn thắng cân bằng tỷ số và đó là bàn thắng của Quang Hải, bàn thắng thứ hai liên tiếp trong hai trận đấu của Hà Nội trên sân Thống Nhất. Thì sẽ thi đấu thanh thoát và hay hơn rất nhiều. Chúng ta hãy xem lại pha bóng này. Đầu tiên là một pha gẩy má ngoài cực kỳ kỹ thuật, bóng vô tình chạm đầu của Hữu Tuấn ngược trở lại với Quang Hải và sau đó là một cú đá chéo góc không thể cản phá, cú đá quá hiểm, căng và sệt đi về phía góc xa, sát với cột xa. Nguy hiểm! Đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho các cầu thủ Hà Nội. Đó là nỗ lực xứng đáng với những pha tấn công liên tục không biết mệt mỏi. Pha tạt bóng một chạm tuyệt vời của Văn Quyết. Bóng đã hơi chạm chân Thanh Bình và lượn xuống đúng với đà di chuyển của Oma. Và Oma đã không bỏ lỡ cơ hội. Trận đấu này là trận đấu của những tấm thẻ đỏ. Và người vừa phải nhận thẻ đỏ vừa rồi là Thành Trung. Trung thì ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rất tuyệt vời! Bởi vì Thành phố Hồ Chí Minh đã có điều họ mong muốn, bàn thắng cân bằng tỷ số. Và với bàn thắng này thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một điểm trong trận đấu quan trọng này. Điều đó cũng đồng nghĩa là
họ sẽ duy trì được khoảng cách với Hà Nội. Người ghi bàn là Công Thành. Và các bạn hãy nhớ ngày hôm nay là ngày sinh nhật của anh ấy. Công Thành đã có một ngày sinh nhật cực kỳ đáng nhớ khi đã có một bàn thắng đẹp. Và quan trọng hơn, nó mang lại một điểm vô cùng quý giá cho Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu của những bàn thắng đẹp, của những pha bóng hấp dẫn, của những thẻ đỏ. Mỗi đội bóng cũng đã thể hiện được sức mạnh của riêng mình. Thành phố Hồ Chí Minh chơi chặt chẽ và thực dụng. Họ đã vượt lên dẫn trước 1-0 từ tình huống ghi bàn của Huỳnh Kesley trên chấm penalty. Hà Nội sau đó đã gặp may mắn khi hơn người và đã kiểm soát lại toàn bộ thế trận và có những bàn thắng đẹp của Quang Hải và Oma. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.